vừa làm xong gương cầu xe C35 được và gương cầu là Morimoto hiệu DDX nha, với lại 10 bóng ngô lóc hai bên xi nhan của kẹp 135 rất ngầu rất đẹp, với lại một cây C6 lắp trước mặt nạ. Em ơi, bây giờ em mở xi nhan giùm anh kia. Nhanh các bạn, ngô lóc xe rồi đây luôn em. Ở ngoài rất đẹp, nhìn xe rất đẹp. Rồi em bắt xin C6 nè. Bắt xin đang là chế độ bắt xin xe hơi đó các bạn. Đưa cầu Morimoto đó các bạn. Bắt xin nữa đi em. Rồi quá ok. Rồi bây giờ xem độ độ sáng của Morimoto nha. Ở ngoài mới thấy rõ được, ở trong đây thấy không rõ. Rồi tắt đèn đi em. Ở ngoài nhìn rất rõ. Đây. Tối về chụp ảnh gửi cho anh. Em chụp dữ không? Hả? Em chụp dữ không? Cảm ơn em.